Rồi, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Rồi, vì nhớ cái phương pháp tu này, khi mình càng tu càng niệm Phật, quý vị sẽ có một cái cảm giác tu nó an lạc đặc biệt ngay cái chỗ là vì nhớ là khi cái âm điệu niệm Phật, quý vị nhớ chỗ này nha, là khi bị phát âm quan trọng. Thí dụ như lúc trước những đứa cũng háo hức ghê lắm, nhưng mà niệm cổ quý vị cao lên, âm cao, nghĩa là âm cao đó có thể dùng được khi mà chúng ta bắt lọt lớn. Nếu quý vị có thể niệm thọ thoải mái luôn, thả ra luôn, là âm cao phát được là từ cổ ra, là khi bị bắt lo lớn. Còn nếu như điện thoại đồ với nhà quý vị bị trở ngại cái chuyện âm thanh bắt không được lớn, thì niệm âm gió. Nhớ kỹ, khi đi chung mới vô nhà đức niệm câu, bị niệm câu lại bị cái A Di Đà Phật, giống như cái tiếng quý vị niệm nó không có rõ ràng câu luôn, nhưng mà đầu quý vị, lỗ tai quý vị nghe rất rõ ràng cái tiếng quý vị niệm. Thì vì niệm theo, giống như quý vị là theo thôi, rồi từ bắt âm theo điều đó, một chút từ chậm đến nhanh, tức khắc quý vị sẽ vô luôn, vô dòng say luôn. Còn quý vị chỉ cần mà lọt ra một dòng thôi, khởi đầu bị lọt ra rồi tiêu. Nên cái niệm Phật này tuy đơn giản, không đơn giản. Để kêu cái người hướng dẫn vì niệm Phật không đơn giản, thật sự luôn. Cái người mà hướng dẫn mình để niệm Phật thì không đơn giản. Tại vì họ không có dụng công tu với quý vị, không để ý được đó. Không để ý được đâu. Nên quý vị, nếu ví dụ như quý vị niệm mà âm cổ phát ra, là quý vị niệm quý vị sẽ có khi nhiều vọng tưởng lắm. Tại vì quý vị niệm một chút quý vị sẽ bị mệt đi, bởi vì trong giờ. Còn nếu như quý vị niệm âm môi á, thì giống như nó cũng phát từ cổ thôi, mà không phát ra âm từ cổ, mà phát ra môi nhẹ, nhịp nhẹ như gió theo thôi, thì niệm rất mau thời gian, rất khỏe luôn, thật sự. Còn nếu như mà quý vị mà nhà mà bắt lo được thoải mái thì tùy quý vị niệm. Tại vì cái âm của lo nó phát quá lớn, nên quý vị niệm như thế nào nó cũng dẫn quý vị được. Còn nếu như một chiếc điện thoại nhỏ hoặc là gia đình bắt lớn không được vì bị trở ngại nhà xung quanh, thì quý vị phải niệm âm gió. Có nghĩa là phải lấy cái lo để dặn. Nên như Đức mới nói rằng là kêu cái người mà hướng dẫn về niệm Phật khó lắm. Tại vì nếu mà không hành trì chung là chịu thua. Kêu vị tu đi là cái như chịu thua. Cái này rất quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Quý vị biết rằng là tại sao những đứa ít học mà những đứa làm cái gì nó cũng có cái thành công, là vì những đứa rất chú tâm cái làm một chuyện đó, và những đứa bỏ ra thời gian rất dài để quân tập, thời gian lâu ấy. Nghĩa là những đứa làm gì những đứa rất kiên nhẫn vì một công việc đó, nên những đứa để ý ra. Và bây giờ mà hướng dẫn quý vị tu trên đạo tràng trên không chung tại gia đình này thì cực kỳ quan trọng. Đây là một đạo tràng cực kỳ quan trọng. Hồi sáng những đứa có nghe Hòa Thượng Tịnh Không khai thị đoạn ngắn nhất tí, đoạn như xíu xíu mà hay lắm. Định mới vô nói mấy câu bật cho quý vị nghe để quý vị thấy rằng là Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói cái đoạn mà lợi ích của cái mà tu tại gia đình cho quý vị nghe. Nè, có không? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là cái lợi ích của tại gia đình tu và cái tại pháp hội đông người. Vì nghe công đoạn này rồi quý vị mới thấy rằng là pháp không định pháp. Rõ ràng. Nghĩa là pháp không định pháp. Vì nhớ câu này nha quý vị. Mình không có phải dựa vào lời chư tổ hay các bậc cao tăng để mình thao túng cái việc làm của mình. Nhớ quý vị, không được làm điều này. Làm điều này là sai. Nên như Đức nói quý vị nghe là phải pháp không định pháp. Và phải nó đi vào cái chuyện là phù hợp pháp. Nó nghĩa là nó phù hợp vào cái pháp đó thì
mình hướng dẫn nó mới đặc biệt được. Vì nghe đoạn hòa thượng ngày khai thị nè, rất quan trọng nè, ngắn thôi. Tức dĩ chấp trì danh hiệu vi chánh hạnh, pháp môn tịnh độ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc phải tu như thế nào? Chánh hạnh, tu hành chính thức chính là niệm Phật. Phật pháp phải phá chấp trước. Pháp môn này vẫn cứ dùng chấp trước, chính là chấp trước danh hiệu. Ngoài câu danh hiệu ra, tất cả mọi chấp trước đều buông xả, không chấp trước gì thêm nữa. Chính là chấp trước danh hiệu này, gìn giữ cái danh hiệu này, niệm niệm không quên, gọi là trì. Niệm niệm đều là A-di-đà Phật, đó chính là trì. Nhớ kỹ, A-di-đà Phật là vô lượng trí, vô lượng giác. Niệm niệm giác mà không mê, niệm niệm chánh mà không tà, niệm niệm tịnh mà không nhiễm. Đây chính là tự tánh A-di-đà. Tự tánh tam bảo, tam bảo là một thể, tuy một là ba, tuy ba là một. Những quán tưởng, tham cú, trì chú, nghiên cứu giáo lý khác thấy đều không cần. Không nên xen tạp những thứ này. Chính là một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Niệm công là được rồi. Niệm công là được rồi. Niệm Phật, một mình niệm cũng được rồi. Trước đây chúng tôi phải nói mọi người cùng nhau cộng tu. Cộng tu có nhân duyên của cộng tu, có điều kiện của cộng tu. Vào thời xưa cái nhân duyên đó rất tốt, được. Hiện nay nhân duyên không tốt rồi. Hiện nay người cộng tu nhiều, rất là thị phi. Anh A thế này, anh B thế kia, đây đâu phải là cộng tu chứ. Nếu như nói đó là cộng tu thì đó là tu lục đạo luân hồi, không phải tu Tây Phương tịnh độ. Tây Phương tịnh độ là tu tâm thanh tịnh. Nhiều người ở cùng nhau như vậy, cái mà mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, miệng nói ra đều là chuyện tạp loạn, rỗi hơi. Tâm làm sao có thể tịnh lại được chứ? Nếu như không nói chuyện, các bạn tu Phật thất chỉ tịnh, bạn không nói chuyện, mắt bạn vẫn có thể nhìn thấy, trong tâm bạn vẫn có thể khởi vọng tưởng, chỉ là không nói mà thôi, vẫn là bạn không thanh tịnh. Cho nên hiện nay tu hành chân chánh, nói lời thành thật, về nhà mà niệm Phật và tu một mình. Một người có khi tinh thần không thể đề khởi được thì nương vào chúng, dựa vào chúng. Người xưa nói gọi là sợ bản thân lười biếng giải đãi, cho nên mọi người cùng tu hành với nhau, đôi bên khích lệ lẫn nhau. Nhìn thấy người ta niệm Phật, mình không niệm thì ngại quá. Ý nghĩa của cộng tu là ở chỗ này. Hiện nay thì biến chất rồi, hiện nay cái điểm này không còn nữa rồi. Ở chung với nhau trái lại phiền phức, tinh thần của mình không thể đề khởi được thì làm thế nào đây? Hiện nay có biện pháp, có máy niệm Phật, có bằng ghi âm, cái này có thể tin được, nó không thể gây phiền phức cho bạn. Đặc biệt là hiện nay máy ghi âm niệm Phật còn có tai nghe, bạn đeo tai nghe vào, bạn ở trong nhà suốt ngày niệm Phật, bạn xem vừa không cản trở công việc, vừa không cản trở người khác. Người trong nhà, người khác không niệm, bạn cũng không cản trở họ. Nếu như vọng tưởng của bạn nhiều thì bạn mở âm thanh lớn. Khi mở lớn thì bên ngoài cái gì cũng không thể nghe được. Tốt hơn niệm Phật đường, âm thanh lớn đè được vọng tưởng, điều phục được vọng tưởng, tâm rất thanh tịnh thì có thể mở nhỏ một chút. Hoặc giả là khi chú ý việc khác thì âm thanh nhỏ một chút, vẫn có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài. Không muốn nghe âm thanh bên ngoài thì mở âm thanh lớn một chút, tốt vô cùng, tốt không gì bằng. Hiện nay lợi dụng những công cụ khoa học này, tự mình dụng công chân thật, thật sự là đắc lực. Cái này tốt hơn quá nhiều so với mở Phật thất tinh tấn rồi. Bạn từ sớm đến tối niệm,
thì đúng như lời trong Kinh Kim Cang nói: tương vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Sanh tâm là tu tất cả thiện pháp. Bạn suốt ngày đang làm việc đều là thiện pháp, đều là giúp đỡ người khác, đều là lợi ích đại chúng. Tâm địa của mình thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Ở trong tâm chỉ là một câu A-di-đà Phật, bạn nói cái phương pháp này tốt biết bao. Tôi học Phật 40 năm rồi. Ở trong hơn 40 năm này, những điều mà tôi nhìn thấy, tiếp xúc, cảm nhận, tôi cảm thấy đạo tràng nhỏ tốt hơn đạo tràng lớn. Người càng nhiều càng phức tạp, sự việc phiền phức càng nhiều, cho nên đạo tràng nên nhỏ, càng nhỏ càng tốt, người càng ít càng tốt. Các vị thử nghĩ xem, tổ sư xưa nay của Tịnh Độ trong chúng ta, đại sư Huệ Diễn, ngài là người thời Đông Tấn. Ban đầu cái niệm Phật đường đầu tiên là xây tại Lô Sơn, Giang Tây. Vào thời đó đồng tu của ngài tính ra không ít, 123 người. Đây gọi là đạo tràng, không phải người nào đến cũng được. Diễn Tông đại sư vào thời đó còn có một người rất nổi tiếng là Tạ Linh Dận. Vị này các vị đọc thấy ở trong lịch sử, văn chương của ông viết rất hay. Tạ Linh Dận đã từng đến Lô Sơn viếng thăm đại sư Diễn Công, muốn tham gia vào liên xã của ngài, không đồng ý, từ chối ông, không cho ông tham gia. Bạn xem, niệm Phật đường Diễn Công bước vào không phải dễ dàng như vậy. Muốn đến niệm Phật là đến niệm, đâu có dễ dàng như vậy chứ. Phải gìn giữ một cái môi trường thanh tịnh. Tâm của bạn có thanh tịnh hay không? Tâm bạn không thanh tịnh, bạn không được đến. Tạ Linh Dận tại vì sao bị từ chối vậy? Tâm ông không thanh tịnh, thích viết văn, thích làm thơ, đầu óc mang đầy những thứ này, đều khởi vọng tưởng như vậy. Tập khí của văn nhân quá nặng rồi, sẽ ảnh hưởng tâm thanh tịnh của người khác. Diễn Công từ chối ông. Đạo Uyên Minh, đại sư Huệ Diễn của chúng ta rất quan nghênh ông, nhưng mà Đạo Uyên Minh không có tham gia, không có tham gia liên xã 123 người. Chúng ta xem thấy ở trong Tây Phương Sách Chỉ, đạo tràng của Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh có 12 người. Ở trong cái thời đại này, hiện nay rất đáng để cho chúng ta phản tỉnh, rất đáng để cho chúng ta nghiên cứu. Các vị tự mình thử suy nghĩ thật kỹ. Người ít tốt, đạo tràng nhỏ nhiều người cố định như vậy, dụng công chân thật. Người ít đạo tràng nhỏ, tiêu xài ít, dễ duy trì, không cần lôi kéo tín đồ. Lôi kéo tín đồ nghĩ cách kiếm tiền để nuôi đạo tràng, cái gì thử nghĩ đó là đạo gì? Nghĩ đủ mọi cách để lôi kéo tín đồ, thậm chí là dùng mọi thủ đoạn. Bạn thử nghĩ xem họ là tâm gì? Tham, sân, si mạng hay sao? Họ là đạo gì vậy? Là tam ác đạo. Cái đạo tràng đó là tam ác đạo, không phải Phật đạo, không phải Bồ Tát đạo. Phật đạo là tâm bình đẳng, Bồ Tát đạo là tâm lục độ. Hiện nay đạo tràng rất nhiều, bạn phải nhìn rõ ràng nó là đạo nào. Mơ mơ hồ hồ bước vào thật nguy hiểm. Nếu như nó là địa ngục đạo thì cái phiền phức đó lớn rồi. Nhất định phải nhận biết rõ ràng. Lời tôi nói với mọi người mỗi câu đều là lời chân thật. Cho nên bạn phải biết, đạo tràng của thế giới Tây Phương Cực Lạc là ở trong nhà bạn, không phải ở nơi khác. Mang theo cái tai nghe niệm Phật, đó chính là đạo tràng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phải nên biết những điều này. Trích từ bài giảng Kinh Kim Cang, tập 191. Vì thấy vì thấy cái đạo tràng mà Hòa Thượng Không này nêu lên không? Rất phù hợp. Chị nhớ là
tất cả những việc Hòa Thượng không giảng, những việc như Đức đã làm hết. Những đoạn giảng của Ngài như Đức làm hết, đều được trải nghiệm qua hết luôn. Nên quý vị cứ yên tâm, vì bản thân như Đức đã làm hết, làm còn dữ hơn người khác, làm kinh khủng người khác, nhìn ra hết. Nên những đức đã từng nói rằng là lúc trước những đức mà phương tiện không nhiều, nhưng mà có phương tiện để mong, có phương tiện vật chất để lo cho đại chúng, vì 2000 người, nhưng có phương tiện bên trong rất nhiều. Nhưng mà những đức đã là quyết chí có tâm giải thoát đó, nhưng phương tiện bên trong và phương tiện từ từ thành có giả dối và tạo ra tham sân si không ít nằm bên trong. Nên những gì Ngài giảng tự nhiên thấm thiết vào tâm chính mình, và Như Đức đã từng làm qua hết. Đây là cơ hội mà Như Đức hướng dẫn quý vị xác thực. Nếu Như Đức chưa từng coi một đạo tràng lớn nào thì Như Đức sẽ nói đầu môi chót lưỡi thôi, còn chưa ai coi đạo tràng lớn như Như Đức đã từng coi qua, thật sự luôn. Nên những điều Ngài nói cực kỳ xác thực, bởi vì phải nhớ câu này: pháp không định pháp. Ai có được đạo tràng lớn, nuôi người già niệm Phật, chúng ta giúp đỡ được cứ giúp, nhưng việc chúng ta hiểu chúng ta cứ hành trì. Nên những đức nói với vị là rất rõ ràng, pháp không định pháp. Không phải là bây giờ mình tu đạo tràng nhưng không chung mà lại phế đi những việc người ta làm ngày xưa, hoặc mình làm ngày xưa sai. Nhưng những đức muốn nói điều này cho vị nghe là quý vị phải đi con đường nào, quý vị phải hiểu con đường đó. Còn người ta đi con đường nào, đó là duyên của người ta con đường đó. Hiểu không? Nhưng đức nêu con đoạn này để cho quý vị biết, nhìn nhận được cái việc quý vị có thể đi chỗ này chỗ kia, nhưng quý vị trở về nhà quý vị có tu được không? Đây là quan trọng nè. Và như đức đã từng nói rất nhiều lần với quý vị rằng đạo tràng giảng sanh hiện tại là đạo tràng tại gia đình quý vị, phải không? Như đức đã từng nói rồi mà, rất nhiều lần. Vì khi như đức dụng công tu, như đức thấy rõ ràng, thấy rõ ràng cái việc nếu như mà những đức không đi ra ngoài này, đời những đức sẽ không bao giờ giảng sanh cực lạc. Đây là mạnh dạn nói một câu luôn, những đức sẽ không bao giờ giảng sanh cực lạc. Nếu như những huynh đệ anh em những đức mà không nghe được, nên cực kỳ phản tỉnh chính mình. Cái bước xe đó, bước theo những đức không đơn giản đâu. Nếu như đến một ngày nào mà ngã ngửa thì mấy anh em chưa chắc đứng nổi như những đức đâu. Những đức là nằm trong cái sự gian chung khó khăn đủ thành phần, sự khó khăn trùng trùng, mà những đức thấy rằng nếu như bây giờ mình bước ra ngoài mà đi làm công có vợ thì không có ý nghĩa gì của cuộc đời. Những điều những đức đã trải nghiệm qua hơn những anh em huynh đệ quá nhiều, nên cái nhìn nhận của những đức Phật pháp quá tuyệt vời. Dù có bỏ thân mạng, dù có như thế nào cũng phải đứng lên để tiếp tục học Phật, niệm Phật, không bỏ được. Vì nếu bỏ niệm Phật là mất tất cả. Nên cái đó là cái những đức nhìn sâu sắc hơn nhiều anh em huynh đệ đi theo những đức, thật sự. Nên con đường của các anh em huynh đệ cứ cố gắng mà làm, nhưng phải dụng công và mọi việc tùy duyên. Thì về sau mấy anh em sẽ đỡ tối đa vì cái việc xảy ra những vấn đề như cuộc đời của những đức. Những đức được 2 nhiệm kỳ là 10 năm cũng không đơn giản đâu quý vị à. Không đơn giản đó. Tới người sau này chưa chắc đâu, chưa chắc được thời gian đó đâu. Phải cố gắng làm gì làm, nhưng phải niệm Phật, phải dụng công tu, không có lao theo phan duyên được, nguy hiểm lắm. Ổn nhất là mắc huệ mạng của chính mình, ổn nhất là mắc huệ mạng của chính mình. Nên những đức nói cái đạo tràng đến không chung quý vị nè, là đạo tràng này là đạo tràng rất đặc biệt, và quý vị không tìm ra được cái việc người hướng dẫn với vị tu mà tu cùng với vị này đâu. Đây là không phải những đức quá nêu những đức, nhưng quý vị hãy đi tìm trong nước và ngoài nước đi. Và mỗi lần tu xong là điều nhắc nhở quý vị niệm Phật cầu sanh cực lạc.
Và hiện tại bản thân những đức không có dính vào danh lợi gì cả, không dính vào danh lợi với ai cả. Quý vị phải nhớ rằng là những đức đang phát động đạo tràng của cư sĩ niệm Phật, thì cái duyên những đức phát triển được đạo tràng, những đức sẽ làm. Nhưng nhớ mỗi một gia đình những đức đến ở trong đạo tràng nó niệm Phật, những lý do mà bản thân những đức sẽ không đến nơi của quý vị nữa nè. Điều thứ nhất là quý vị thiếu sự cung kính. Điều thứ hai là quý vị tự ý quyên góp tiền để nói là gì những đức. Điều thứ ba, những đức đến gia đình quý vị không thấy vui, những đức nhất định sẽ không đến nơi quý vị nữa. Đạo tràng quý vị có xây cắt lên, những đức cũng không đến nữa. Nhớ những người mà muốn những đức đến niệm Phật phải nhớ ba điểm này. Nếu như muốn những đức đến, trước nhất làm việc gia đình từ trên tới dưới hoàn toàn đồng tình. Nếu không đồng tình thì đừng rủ những đức đến. Nhất định những đức đến, những đức sẽ không bao giờ đến. Vì có người những đức rất là nhạy về cái việc nhìn nhận gia đình mọi người. Những đức chỉ cần thấy gia đình người ta không vui, những đức sẽ không bao giờ đến. Và thêm một cái nữa là gì? Cắt lên một cái đạo tràng nho nhỏ nhưng tự ý đi quyên góp người này người kia để cắt vô là ông những đức về niệm Phật, những đức sẽ không bao giờ đến. Vì nơi đó về sau nhất định sẽ phiền phức. Nếu như quý vị có khả năng hãy tự làm đi, mọi việc hãy tự mà làm, đừng nên rủ người này người kia người nọ gì hết. Còn nếu không có khả năng thì hãy tự duy trì mình mà niệm Phật. Còn nếu làm được thì tự mà làm, rồi có duyên rủ như đức về, như đức sẽ về niệm Phật. Của cải tài sản của quý vị những đức không bao giờ dính vô. Những đức chỉ đến đó niệm Phật đủ duyên, hướng dẫn một số người niệm Phật, cũng không ở nơi quý vị nhiều quá đâu. Nên hiện tại những đức làm cư sĩ, những đức rất tiện lợi. Vì sao? Những đức không phải lo cho một số lượng người quá đông. Đây là những điều Đại Lão và Thượng Tịnh Không hồi nãy khai thị rất rõ ràng. Và từ hôm nay những gì những đức hướng dẫn quý vị nhất định sẽ sâu sắc. Vì sao? Vì những đức mỗi ngày tu chung với quý vị. Có nghĩa là những đức đi đến nơi đó phải đúng giờ tu. Không thể nào đến mà không có định hướng để trễ giờ tu được. Vì giờ tu là cái cảm nhận của những đức đối với pháp môn niệm Phật này, để hướng dẫn cho quý vị. Hướng dẫn cho quý vị. Vì mình nhớ rằng là cái tần số ngay những đức mà tu được lợi ích, hướng dẫn quý vị lợi ích lớn, cực kỳ lớn. Thí dụ như những người mà ngồi đây với những đức tu chung nè, 5-6 người đi theo những đức nè, những đức có làm một cái phòng bên kia. Có những người lâu lâu đến gặp những đức có thể tu chung với những đức du di 1-2 thờ. Nhưng những người ở đây sẽ tu bên kia. Vì sao phải không? Phải để cho những đức tự cảm nhận coi Phật hiệu này để hướng dẫn nhiều người hơn. Vì âm thanh ở đây gần nhà nhiều người, những đức bắt âm thanh rất nhỏ, chính bản thân những đức mới có thể niệm theo âm thanh nhỏ được. Tại vì những đức biết cách niệm Phật lớn nhỏ, những đức biết điều tiết. Còn họ ngồi bên cạnh những đức, họ niệm chỏi qua chỏi lại nhau tứ tung lăng tăng, làm bản thân những đức rất ảnh hưởng để hướng dẫn quý vị niệm Phật. Mà lỡ ít có nhiều người phải đặt vấn đề này, không thể nào đặt vấn đề của ít người, vì họ đã được gần bên cạnh những đức rồi. Đây bước qua đây một cái vòng mà họ không tu được nữa thì thôi, hiểu không? Nó có nghĩa là tần số niệm Phật của họ chưa đạt được cái tần số mà hòa với những đức được, vì họ bị trở ngại, họ chổi niệm Phật. Và lúc họ niệm Phật thì họ ngủ gà ngủ gật, cũng làm ảnh hưởng những đức luôn. Họ ngủ gà ngủ gật nó làm loãng tần số của những đức. Hãy để những đức cảm nhận một mình những đức đối với câu Phật hiệu này. Khi ngủ gà ngủ gật thì người này nhìn người kia nhìn người nọ cười, mà những đức cũng rất nhạy cười. Khi họ cười thì những đức cũng bị động đến cái những đức cười. Nếu để cho một mình những đức thì quá đặc biệt. Những đức tu, những đức sẽ có cảm nhận rất sâu sắc đối với môn tịnh độ này, để hướng dẫn cho quý vị lợi ích gì niệm Phật. Thật sự luôn á, đó là dồn toàn tâm toàn ý vào pháp môn tịnh độ luôn rồi đó quý vị. Còn lâu lâu người đến thăm những đức, những đức sẽ tu chung với quý vị. Vì quý vị ở xa lâu lâu đến thăm những đức, những đức sẽ tu chung với quý vị 1 thờ, 2 thờ thì được. Còn người ở chung với những đức thì mỗi ngày ăn cơm những đức cũng nói chuyện cứ gần suốt rồi. Thì đừng nên đặt vấn đề này nữa, hãy đặt vấn đề về đại chung.
nên như thế có làm cái phòng kế bên có cái tivi bật lên sát bên luôn, phòng đây phòng đó kế bên họ tu bên đó, để những đức mình những đức cảm nhận đối câu Phật hiệu này. Có nghĩa là câu Phật hiệu này không đơn giản chút nào, pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm, không đơn giản đâu quý vị à. Không phải là gọi là ai cũng có thể hướng dẫn quý vị niệm Phật được đâu. Những đức tin 100% luôn. Khi những đức ra ngoài dụng công tu, những đức mới thấy rõ ràng không phải ai cũng hướng dẫn quý vị niệm Phật được đâu, và không phải ai quý vị cũng nghe được đâu. Cái người mà hướng dẫn niệm Phật này là cái người phải áp dụng cái pháp niệm Phật này. Họ áp dụng như thế nào không biết, nhưng họ phải tín nguyện và áp dụng thì họ mới hướng dẫn quý vị niệm Phật được. Còn nếu như họ chỉ có chấp ghép lời tổ sư, không thể nào hướng dẫn quý vị niệm Phật được. Thật sự nếu như một người hướng dẫn quý vị niệm Phật mà được lợi ích, người này phải toàn tâm toàn ý dụng công tu mới hướng dẫn lợi ích được. Đây là những đức nói 100% luôn. Nếu như ngày xưa mà những đức cứ duy trì hướng dẫn quý vị chỉ là phát duyên mà không có kết quả, có nghĩa là những đức cứ phát duyên mãi luôn, và duyên những đức cứ phát lên, người có tâm quyết tu đến một thời gian sẽ đi, người tâm quyết tu một thời gian sẽ đi, cứ phát duyên hoài, cứ duyên thôi, chứ không bao giờ có thật chắc để thành tựu con đường giảng sanh, chắc chắn quý vị luôn. Bây giờ nè mới là dẫn dắt người niệm Phật và cùng tu cùng niệm Phật quý vị được lợi ích. Thật sự vì như nó cảm nhận được có vật hiệu quý vị, nên như nó có vật hiệu này không đơn giản, nên mới nói rằng tổ sư nói rằng là chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tổn cùng, không thể nào người mà giải thích được hết có vật hiệu này đâu. Có nghĩa là như nước biển mênh mông, không thể nào múc hết được quý vị à, không thể nào múc hết được đâu, cực kỳ sâu sắc luôn, đơn giản mà vô cùng là phi thường. Đơn giản để dẫn dắt, phi thường là áp dụng, áp dụng mới thấy phi thường, phi thường vô cùng. Đừng bao giờ khinh biệt pháp môn niệm Phật này, đừng bao giờ xem thường có vật hiệu này, không đơn giản đâu. Thật sự nó không đơn giản chút nào quý vị à. Khi quý vị dụng công niệm Phật mà tín nguyện đi, rồi lúc quý vị gặp trở ngại nhất đi, rồi quý vị sẽ thấy có vật hiệu này là điểm tựa bình an nhất trong cuộc đời của quý vị. Đó nên những đoạn hòa thượng Tịnh Không ngày khai thị đó ngắn đó, nhưng mà rất là trọng lượng cho quý vị, thì trân quý cái đạo tràng trên không trung này. Một chiếc máy thì có khi chúng ta tu cũng thiếu lực một chút, thấy không? Còn nếu mà làm việc mà tiện lợi thì gắn tai nghe, nhưng có những lúc mà gần bao nhiêu người mà gắn tai nghe cũng trở ngại luôn, vì người ta nói với mình không được. Nếu một mình thì cứ gắn tai nghe, còn nhưng mà nếu làm với bao nhiêu người thì đừng làm điều đó, sẽ làm cho người ta cảm thấy phiền não. Phải phù hợp nha quý vị, phải phù hợp nhân duyên, phải phù hợp nhân duyên. Rồi từ từ những đức sẽ lấy những công đoạn người ta hỏi Hòa Thượng Tịnh Không gì khai thị, những đức sẽ dẫn dắt những đoạn của Hòa Thượng Không giảng, những đức sẽ nói cho quý vị nghe, để cho quý vị biết chỗ nào là chỗ đặt lòng tin phù hợp để đến con đường giảng sanh. Đây là những đức không bao giờ lôi kéo một tổ chức, vì những đức chỉ có cá nhân và hướng dẫn quý vị. Những đức không có tổ chức, những đức cũng không cần lôi kéo quý vị. Quý vị muốn đi tìm ai đó là chuyện quý vị. Những đức có quyền hướng dẫn vì đây là độc lập cá nhân, không có dính tổ chức gì hết. Và những đức cũng không kêu gọi vì cúng dường gì hết luôn, không kêu gọi cúng dường gì hết, vì có cúng những đức cũng không nhận nữa. Chừng nào những đức mà niệm Phật mà không có gạo ăn, những đức sẽ xin quý vị. Nhưng nếu những đức có ăn, những đức sẽ không bao giờ nhận của quý vị đâu, chắc chắn quý vị luôn. Thật sự đủ ăn là được rồi. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.